Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chỉ mấy bạn bí quyết ăn mì tôm đầy đủ chất dinh dưỡng. Ở trong có mì á, thì nó không có dinh dưỡng nha mấy bạn. Đây mình có chuẩn bị thêm thịt bò, trứng, hành, cải xà lách và giá nha. Bây giờ mình bắt nước sôi lên rồi mình xé mì bỏ vô. Mấy bạn nên nấu mì ở trong nồi nha, để nó kiểu nó sẽ ra bớt cái dầu trong mì á. Bây giờ nước sôi rồi nha, mình sẽ bỏ mì vô nha mấy bạn. Đây mình sẽ bỏ cái gia vị vào. Đợi một xíu cho mì nó mềm nè mấy bạn. Nấu trong nồi ăn sẽ khác hơn là mấy bạn sẽ nấu nước tôm tô á. Tôm tô cái cọng mì nó sẽ không có được trong như nấu trong nồi đâu. Giờ mình sẽ trụng một cái giá trứng nha các bạn. Trứng này là trứng gà nha. Đó các bạn, xem mì nó mềm ra nè. Mình múc từ cái trứng nó chín. Sau đó mình sẽ bỏ hết thịt bò vào nha mấy bạn. Có thịt bò vô là tắt lửa được rồi nha. Đây, thịt bò mình tái thì chất dinh dưỡng sẽ tốt hơn. Các bạn anh xem nha. Rồi giờ mình tắt lửa cho ra tô nha mấy bạn. Sau khi mình bỏ ra tô á, thì giờ mình sẽ bỏ hành vô nha mấy bạn, trang trí cho đẹp. Thì đẹp mắt thì giúp mình ăn cũng ngon hơn nữa. Các bạn nào ăn ớt thì có thể bỏ thêm ớt lên nha. Rồi miếng chanh nữa, rồi mỏng ớt nữa. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Tại trong mì nó nóng thì nó không có chất dinh dưỡng thì mấy bạn phải bỏ rau vô bổ sung chất dinh dưỡng.